Ơi ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Minh. Và Duy Khải chúc anh em một buổi tối xem video vui vẻ lắm ơi. Hiện tại video này Khải đã livestream rồi và Khải sẽ làm lại một video clip khác và up lại trên kênh với cái bát 13. Và mong rằng anh em ở bát 13 này ủng hộ Khải một like, một chia sẻ và được đủ 500 like, Khải sẽ tiếp tục trả bát 14 nha anh em. Và anh em nào mà đã xem rồi và đã chưa xem hay là xem rồi thì có thể vẫn đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ để ủng hộ kênh của Khải nha anh em ơi. Và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và bây giờ Khải sẽ giao dịch cái lệnh bài bot qua cho anh Clon để nó mở bot nha anh em. Ok, rồi Khải giao dịch cho anh Clon nó mở bot đó. Đây. Nói chung là anh em xem và đã xem thì cứ ủng hộ một like, chia sẻ nè. Video bát 13 Khải sẽ up ngược lại trên kênh. Anh em nào mà đang xem livestream trực tiếp rồi thì cũng có thể ủng hộ đỡ Khải cố gắng ra bát 14 nha nè. Ok, ở dự vào Eclon nè. Đó. À, tối nay chúng ta sẽ làm một rương. Nói chung là tầm này là một rương đó nè. Không biết đâu. Từ từ Khải chụp tấm hình đó nè, Khải chụp tấm hình cho nó mới mẻ một tí rồi. Xem được cái gì hot không. Rồi, giờ mới giao dịch này. Đó, anh em like chia sẻ nhiệt tình anh em ơi, chuẩn bị bói đồ thôi. Vào con đoàn bói đồ thôi. Chúc em ra nhiều siêu phẩm, ok, cảm ơn em rất là nhiều. Đó, 32 con đầu tiên hỏi qua. Em sẽ lắp một thứ yên mở nha anh em. Một rương này, tiếp tục này. Đâu rồi, đâu rồi. Thôi em lấy thêm cái này cho nó cắn lấy mình bánh này. Cái đây Nemusu từ cái nến này nó có mình bánh này nè. Nhưng mà nó cũng thấy giống bình thiên sơn thôi. Nhưng mà điều cái mình thích bỏ cái nến này cho nó cắn cho nó đẹp. Đủ chỗ không ta? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 10, 12, 45. 25 chỗ thôi. 25 chỗ thì mình phải lấy lại không đủ rồi. 25 chỗ. À, cái auto này từ từ nha. 25 chỗ thôi, còn 25 chỗ trống đúng không? Ở đây tính tiếp. Rồi, hôm nay được rồi, tính tiếp, xíu nữa hết, tính tiếp. Họ đưa tương dạng luôn. Một số chục con sẽ là một cái hai vàng. Rồi, thằng này đủ chỗ nè. Rồi, lên bắt 13 thôi nè em ơi. Đều ta nghe. Vô. Rồi, bơ tơ. Khải làm phi chiến đấu rồi, anh em chờ chút nha. Bơ tơ ạch này. Bơ tơ ạch chính nè. Tụng hoành dặm xa. Đợi làm phi chiến đấu. Đợi Khải làm phi chiến đấu nha anh em. Chờ chút nha. Rồi ok. Đó, Thúy Yên Khải làm phiền đấu xong rồi nha. Vô. Đó, phiền chiến đấu xong rồi á. Rồi thả boss này em ơi. Thả chỗ này đúng chưa ông ơi? Đứng chỗ con Emmy. Đứng chỗ con Emmy Athena hả?
Ok. Ok, né ra. Rồi, ok. Ok, chưa? Ok chưa? Ê, nào đánh vậy? Đỡ soi đồ. Sơ đồ cho anh em xem. Cánh quá tử ok. Quá tử này. Thả này. Ếch này đánh này hả? Ok. Hiện tại bây giờ thì ếch này đánh nha anh em. Ếch này đánh là triệu hồi là ai? Khá nhiệt độ cho anh em xem nhiệt độ trung thành nha anh em. Khải chính thiếu lâm nhiệt độ trung thành. À còn con ếch chính của Khải chứ. Rồi ok. Ếch này là đang xếp may mắn 12 nha anh em. Xếp mánh 12, anh em cùng xem sơ qua xếp mánh của ông này thử như thế nào đây. Ok, đứng chờ nhận đồ thôi em ơi. Nhận may mánh 3. Nhận may mánh 3. Ngọc bòi may mánh 3. Và cho chuyện may mánh 3. Một xếp mánh 12. Một xếp mánh 12 nha anh em. Xếp mánh 12 nha anh em. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ để ủng hộ video bắt 13 này cho Khải nha anh em ơi. Video này mà lên lên 500 like Khải sẽ tiếp tục ra bắt tiếp theo. Triệu hồi là ai đây? Triệu hồi chạy một ếch của ống rồi. Rồi thả tiếp. 1 2. Rồi cái bối đồ cho anh em xem. Là từ X. Để chết một con ở đây, để chết một con ở đây nè. Xin cái đau cùi. Tách sâu hình đến chỗ khác đi. Tách sâu vô hình né chỗ khác. Có Khải cho. Ok anh em nha, hiện tại bây giờ chúng ta lên bát 13 rồi. Và mong bát 13 này sẽ cố gắng kiếm được siêu phẩm anh em à. Bữa giờ toàn toàn anh em. Nên là rất là hên xui trong cái vụ sân boss này. Chúng ta không biết trước được điều gì anh em à. Không biết trước được điều gì anh em à. Siêu phẩm này. Nhạc đồ. Nam đọc kia bót gần chết. Tách đánh đi. Rồi, bói cho anh em xem cái rương đầu tiên. Đó sẽ là rương đầu tiên sẽ được món gì đây? Áo. Một cái áo khăn lồi 5. Thực lực 55. Ok, cảm ơn Hải Lê nha. Bình tranh luận xíu vui thôi anh em, đúng rồi. Xem là chính anh em. Áo. Ui, một áo khăn bằng không có phục hồi nè mà. Khá đáng tiếc, rất đáng tiếc. Tiếp tục. Một cái áo... năm dòng vui bác. Trời ơi, áo kháng lôi 22 không có phục hồi anh em. Không banh. Ui, ông này xanh đồ kháng khá là cao anh em. Năm dòng nữa này, kháng họ. Một chì kháng lôi 13. Một cái nón, trời ơi cái nón đẹp vãi rồi anh em, 20 40 20 20 chứ. Chừng hó 8% mà không có gì luôn. Ui, 6 dòng. Ủa sao hôm nay toàn đồ 6 dòng không ngon vậy ta? Mà chưa có siêu phẩm nha anh em. Toàn rác thôi. Một chi kháng họ shop luôn. Kháng lôi 13. Toàn kháng cao nè em à. Nhạc một cái tiêu, một cái kích. Khui mở tiếp, mở tiếp, mở bó tiếp. Anh em đang xem đừng quên cho Khải một like sẽ ủng hộ nha anh em. Dạ 20 Khải ơi, ok anh em luôn. Có người xin kìa kêu đi đi. Một BC chanh 5 ạ. Điều động bạc, đúng rồi Tú Nguyễn ơi. Ok,
nhặt đồ nè em ơi. Ui, ba cây vũ khí nè em ơi. Ba cây vũ khí thấy thôi mà vậy. Hợp kim không biết như thế nào vậy. Để xem con này Khải bói nè em ơi. Khải sẽ bói rừng thứ hai. Và này là bát 13, Khải trả like cho anh em ở bát 12 nha anh em. Ở bát 12 thì anh em ủng hộ Khải cũng khá nhiệt tình và Khải cảm ơn anh em rất là nhiều ở bát 12. Bát 12 của Khải đã đạt 500 like hơn rồi. Thì đây là bát 13. Hiện tại tất cả anh em đang xem livestream trong buổi tối ngày hôm nay đó là vào lúc 12 giờ đêm thì đừng quên ngày mai Khải sẽ up ngược lại video bát 13 này trên kênh của Khải và mong rằng anh em vẫn ủng hộ Khải một like một chia sẻ để cố gắng lấy tinh thần động lực Khải sẽ ra bát 14 tiếp tục nha anh em. Kim với thổ này chết nữa, đồng đầu khui bát rương thứ hai là đẹp anh em. Mở tiếp này. Rồi, ui. Con hợp kim hay gì chết, nó chết có một cái áo người ta. Rồi, khui bát. Cho anh em xem. Áo. Một áo khăn băng 11, shop giày. Giày khăn lôi 11, tóc 17, cái này shop thôi anh em ơi. Giày tiếp tục. Khăn độc 2, shop. Áo khăn độc 23, shop. Nón khăn độc 11, shop. Nón này coi rồi. Ôi, ngập bòi khăn lôi 28, ngon em à. Vũ khí độc sắc 21, khăn lôi 18, shop đi. Cái này dòng 2 chứ không ai xài. Vũ khí tiếp tục. Giày sinh lực 138. Món này chết nhanh quá em ơi. Khăn độc 13, sinh lực cao, không có gì nè. Cái này cũng hai người chắc cần shop thôi. Đỡ chặt rương. Ngọc bội 15-30, vũ khí rồi. Một cái tiêu khắn banh 11, không có gì cả. Nón khăn lôi 11, shop luôn. Kích. Kích khăn lôi 13, trời ơi. Shop luôn. Khăn lôi 13, shop luôn. Rồi 15-30, chưa gì VIP cả. Mở tiếp. Một cái kiếm này, một áo này. Khải chuyển ba cái đồ rác bên này để nó khỏi chặt rương anh em. Cho đồ rác bên này nha. Ba đồ tầm xe xài anh em. Khăn lôi 28 này. Khăn bình áo vũ khí. Rồi. Áo này vứt thôi. Khăn lôi 32 làm gì đâu anh em. Mới được một cái ngọc bội khăn lôi 28 thôi anh em. 28 thì không anh thua. Shop này. Shop này. Shop này. Rồi ok. Rồi nhặt đồ. Tiếp tục tiếp tục. 1, 2. Rồi chờ khui tiếp rương thứ 3 nè mày. Chờ full full rương đi. Mọc với thổ à, thả thêm con mới nè. Thổ nữa trời ơi. Thả thêm con mới nè. Ôi, ba con thổ vãi nồi nè. Thả thêm con một chỗ này, thả thêm con nữa nè. Kim. Rồi, kim như mọc chết trước nè, thổ hơi lâu. Anh em đang xem bát 13 này, đừng quên đỡ lại Khải một làm chia sẻ ngồi nè em nha này. Ủng hộ anh em ơi. Ủa nô các con vợ con nghiền ạ. Rồi ok. Ở bát 13 này không biết có siêu phẩm hay không. Tại 5 con thổ rồi em ơi. Mong rằng cũng ra cho chuyện khán cả trên 15 hợp thổ nào. Ra thổ chỉ mong rất cho chuyện thôi em ơi. Ra thổ chỉ mong rất cho chuyện thôi em ơi. Cho chuyện khán cả thôi. Hello 250 anh em đang xem trên kênh livestream của Khải nha. Và Khải chúc anh em một buổi xem livestream vui vẻ em ơi. Ok. Nhật này. Full rương Khải sẽ mở rương 3 nha anh em. Khải sẽ khui rương 3 cho anh em xem. Rồi full. Mở bác. Áo khăn lôi vứt. Áo khăn banh 13 vứt luôn. Áo khăn banh 13 sinh lực 98 shop luôn. Khăn banh 15 sinh lực shop luôn. Khăn banh 15 shop luôn. Giống độc 40. Khăn banh 13. Trời ơi. Khăn banh 3 shop luôn em.
Độc Sát Khăn Lôi 19. Trời ơi, cái này dòng 1 cũng được anh em, dòng 2 canh quá. Tiếp tục Tài Khăn Họ 17-20, không anh thua. Đài Khăn Lôi 15, giày 23, 58, hoành thù shop, shop 7-30 shop. Được nè, được nè. 47, trời ơi, cái này shop thôi anh em ơi, làm foil thôi. Rồi, shop. Mặc chuyển qua này đỡ đồ sinh lực, lực lại bán ít foil thôi anh em. Không có gì VIP cả. Rồi ok, nhạc một nhẫn một áo. Tiếp tục thổ nữa, hỏa mộc. Ok, hello anh em mới vào nha, chúc anh em buổi tối xem livestream vui vẻ em ơi. Hiện tại Khải đang trả anh em bắt 13, sau khi bắt 12 đã đạt 500 like thì Khải cũng đã cố gắng gom một rương 60 con boss làm cho anh em bắt 13 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và video này Khải sẽ cắt ra và Khải sẽ ghép lại, up lên trên kênh một video bắt 13 lần bài boss. Mong rằng anh em đã xem rồi và cũng chưa xem thì ủng hộ nhiệt tình video này lên 500 like. Khải sẽ tiếp tục lên bắt 14 đỡ anh em xem nha anh em. Ok anh em này. Anh Khải coi nhạc này. Bao tay. Anh em xem like và chia sẻ và clip này đạt 500 like, Khải sẽ tiếp tục làm bán 14 cho anh em xem nha. Và anh em xem clip quảng cáo thì đừng quên kích vào quảng cáo ủng hộ cũng như là donate Khải nha anh em. Rồi khui. Chung là anh em không donate thì anh em có thể xem quảng cáo cũng như là donate rồi anh em. Mua gì ngồi led à? Mua gì ngồi led làm gì? Tiền 8-9 triệu thì không có tiền mua anh em à. Cái chuyện đó khá đẹp rồi, chỉ có gọi là VIP slip mới dám mua thôi. Chứ Khải thì Khải không dám bỏ tiền đó được, hãy mua cho chuyện đó anh em ơi. Nem độc ra butter hả? Nem độc vô butter đã boost anh em. Được cách bùa anh em. Tại vì Nem độc đánh cách bùa xong rồi chưởng một hai cái gần xong thì Nem độc ngừng mà anh em, ngừng đánh ngừng đánh đỡ cũng thấy kết thúc mà. Kim mộc. Ôi cha, mộc mộc. Cố gắng kiếm cái mày bánh 7, mày bánh 10 anh em. Chết nè. Hai bao tay. Khải lấy thêm lần bài boss ra. Còn hơn mười mấy cái nữa. Trong rương. Đây á. Rồi, đưa nó chiến tiếp thôi anh em. Nãy tính ra là hơn 20 con nữa anh em. Hơn 20 con chưa thấy gì anh em à. Hơn 20 con boss rồi đấy. Bay 300 vạn. 300 vạn là tính ra này khả đứa 1k2. Đầu bay 500 vạn rồi, 25 con rồi anh em. 25 con rồi. 25 con rồi chưa có gì nha. Khải đỡ Khải khui cái rương thứ ba này thử được gì đây. 25 con rồi anh em à. Rồi, sẽ đổ máy bánh 12 nha anh em. Hàng quý phi. Đây, máy bánh 3 này. Máy bánh 3 này. Máy bánh 3 này. Máy bánh 3 này. Đó. Chết 12. Rồi, tiếp tục. Khui bác. Chết con này nữa khui bác anh em. Anh em đang xem bác 13. Nhiệt tình ủng hộ 500 like nha anh em. Rồi, ok. Khui. Thủy. Thủy, ok. Khui rương thứ 3. Đầu tiên ta sẽ bói cái nhẫn. Một cái nhẫn kháng độc 5, không có dòng gì cả. Sức mạnh 10. Áo kháng độc 13, shop luôn. Dây chuyền, dây chuyền thân lực 121, hở hở, không có gì nè mà, shop. Áo nội lực 17, shop. Vũ khí này thì sát thương không có gì luôn rồi, shop luôn.
Bao tay 530 dòng 2. Trời ơi, cái này 40 cũng được tiền anh em. Bao tay nội lực 29 shop. Khăn lôi 16. Khăn lôi 13 shop. Nón khăn lôi 1 shop. Khăn độc 17. Sinh lực cũng lực cũng được, tạm ổn. Shop. Khăn lôi được một cái, khăn lôi 28 thôi anh em. Đây khăn lôi 16. Một nhẫn. Dây chiền, ngọc bội, áo, ok, tiếp tục khui tiếp. Rồi, khui anh em rương thứ tư anh em chờ chết hai con này khui rương thứ tư nha anh em. Nấm độc thì chỉ đánh được phụ đam giữa giữa thôi anh em, tầm còn nửa máu là bắt đầu nấm độc ngừng rồi anh em. Nấm độc ngừng rồi. Ra cái như chuyện hợp kim kháng cả 20, nhìn bằng cả series khui đồ cộng lại. Đúng rồi anh em, cố gắng ra một cái là đẹp anh em ơi. Tầm này thì hơn mười mấy bát rồi, chưa có cái nào mà như OLED cả. OLED ngon quá, OLED ra cho chuyện đó bán bèo lắm, phải hơn 5 triệu anh em. Có thể là hò vốn rồi. Khải lộ sắp mặt anh em. Một rương 60 con là tính luôn tiền vạn thì nó dao động khoảng tầm 1 triệu hơn anh em. 1 triệu 1, 1 triệu 2 anh em. Ở những ngày đầu tiên thì nó dao động 1 triệu rưỡi anh em. Tầm này thì khoảng 1 triệu 1, 1 triệu 2 là chúng ta có thể đánh một rương 60 con rồi. Hay ok, khui bát tiếp tục rương thứ tư anh em. Khui bát tiếp tục rương thứ tư. Xem được gì đây. Nhẫn. Đầu nhận chọn 40 kháng họ cái năm. Trời ơi. Cái này mà kháng họ mà 25 là đẹp đồ hình luôn anh em. Nhưng mà khá là đẹp rồi. Nhẫn này bán được vài 5-7 kim rồi. 5-7 kim rồi. Kháng họ hơi thấp. Cho cái nhẫn này 4 kim này vẫn bắn được. Rồi tiếp tục. Ngọc bội. Ngọc bội sinh lực cao. Một dòng sinh lực cao thôi. Tiếp tục. Nón. Kháng họ. Shop. 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 Một dòng là shop thôi nè. Sinh lực cao. Không có gì hết. Đó là gia tẩu. Áo 17-20. Shop. 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 Mèo có nhận 540 coi. Trời ơi 520 nè em ơi. Thường 40 vô tiền nè. Vũ khí, hai cây vũ khí coi. 530. Họ sắc xấu không có gì. Shop. Khăn lôi 2. Shop. Khăn lôi 4. Shop anh em ơi. Shop ok. Mở tiếp con tiếp theo. Rồi đưa cho con Nam Động giữ bớt rác nè. Ba rác này thì nếu mà bán cũng được 50 vạn anh em. Khăn lôi sinh lực khăn họ cái này shop nè. Một tay 530. Cái này chắc cũng được 200 xu. 200 xu khoảng 100 vạn anh em. Nó không 100 vạn. Hạt 300 xu. Trời cái nhẫn đẹp quá. Mà cái họ cái năm mà năm. Đồ nào đẹp đẹp Khải sẽ đỡ lại cho anh em xem. Đồ nào cứ cùi rác rác thì vứt qua bên phụ thôi. Kháng cả 18. Kháng băng 25. Sức là 100. Giá trị đó thì Khải nghĩ thì nó chắc chắn sẽ hơn 5 triệu. Sẽ hơn 5 triệu nè. Rồi nhật đồ. Nhẫn này kháng họ 5. Sinh lực 80, chống 40. Nhẫn Khải thì kháng họ 5, kháng họ 2. Hơn được 3 kháng họ. À được cái mang mang này hơn 3 kháng họ rồi nè. Đó. Cái này đó mình bán thôi. Được 3 kháng họ. Nhật độ hỏi với Mộc hỏi thì cố gắng ra làm 140 nhẫn nào. Nhẫn làm 140 bán sẽ có tiền anh em. Nhẫn mà đã làm 140 sẽ có tiền anh em. Hôm trước Khải bán một cái 1 triệu với một cái đâu một cái 1 triệu 8 với một cái 800k. Lỗ rồi hả? Hên xui anh em ơi. Cái này sang bot hên xui không biết trước được tương lai anh em à.
nhiệt độ. Ôi phun rồi, bói nhanh dậy. Kháng họ 21 à, kháng họ 7 tóc 21 sốt áo sốt sốt khăn lôi 4 sốt anh em à. Ôi bao tay không làm chậm sốt khăn lôi 1 sốt thả tiếp khăn lôi 13 sốt họ nội lực 29 sốt làm chậm 20 sốt khăn lôi 1 sốt. Ôi những dòng đầu tiên thấy ngon ngon mà về sau thì thấy nó hơi bị cùi cùi vậy nè. Những cái pha đầu tiên đồ nó khá là ngon. Làm chậm 30 shot. Shot. Ôi, chưa gì. Mới có ha. Một cái nhẫn chống 40. Kháng họ 5. Trời ơi cái này mà nói thiệt anh em. Kháng họ 25 là khải vô tiền liền anh em. Chỉ mang nó ra một món mà đẹp đẹp là thu lại 15 kim là tầm 1 triệu là có thể hòa vốn anh em. Một món là tầm 15 kim là hòa vốn anh em. Bội khăn lôi 30 chắc cho xem mang. À khăn lôi 28 chứ. Không được 30, 28 thôi nè. Butter con thiên thả bot. Ok. Một đôi giày. Hiện tại Khải đang làm bát 13 nha anh em. Ở bát 13 này anh em ủng hộ Khải một làm chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Tiếp tục. Hiện tại này khui 4 rương rồi anh em ơi. 4 rương mà chưa có gì gọi là cực kỳ VIP, gọi là sơ không có gì VIP anh em. Khá là nhỏ. Không ra đao luôn anh em, đúng rồi, chưa có cái đao nào luôn nha anh em. Chưa có cái đao nào luôn nha. Đang hấp dẫn quảng cáo 1 phút giờ tính sao ạ. Quảng cáo 1 phút rồi anh em bỏ qua anh em. Ông kia đánh đen vãi trưởng. Nói chung tầm này thấy đen lúc đầu hơi ngon anh em. Lúc đầu khả thấy ra đồ 6 dòng kháng cao không ạ. À? Ok, lần này hai con hợp thủy rồi xem được gì. Hên xui anh em à. Cũng mang xếp 12 anh em anh này. Xếp 12 kháng may mắn 12 anh em. 3 này. Mang này lần được kích này, đó. Nhẫn này mang bao tay này. Nhẫn dưới là cần giày này. Nhẫn dưới là bao tay chứ. Rồi nhẫn trên là cần nón. Ngọc bội là cần giày. Xếp mình bắn 12 nè. Xếp mình bắn 12. Không có đồ. Rớt luôn. Tiếp tục. Có thổ. Rồi khui. Khui rừng 4 đi. Có thổ hơi lâu rồi. Khui nè mạnh dây. Số lực 100 shop. Rồi 15-20. Không phải 15-40 để có tiền anh em. Kháng lôi 15 shop luôn. Dây kháng lôi 8 shop anh em. Dây chuyền kháng lôi 15 ngày mi thôi. Kháng họ 11 shop. Vẫn chưa cái gì. Đang vẫn chờ đợi bạn hóng thôi nè. Lông thiên bao. Một nón một áo. Tại Khải còn khoảng 22 con nữa nè. Nãy giờ hết 25 rồi. Thì hết hơn 25 con rồi. Chưa ăn thua nè. Thổ. Còn thổ. Chưa hết mà hơn 30 con rồi nè. Hơn 30 con rồi. Khải tháng một lần 3 con 2 con. Nãy hơn 30 con rồi. Hơn 30 con nè em ơi. Khải ban cái đám sờ ban ra Khải. Nhận đó chắc còn 2-3 kim rồi em. Lấy dòng chón.
tâm này, lượm mở tiếp nè. Kim, thổ. Hai ba cái áo, hai cái áo rồi. Nem độc thì đánh gần chết là ông ngưng rồi em. Tại vì tầm nửa máu rồi đã ngưng nem độc rồi. Anh em xem thì cũng rõ, đa rõ mà. Đánh thì ví dụ như nhồi máu mà lên 20-30k máu rồi là bụp bụp mấy phát rồi là ngừng đánh, ngừng đánh nem độc rồi. Chứ nếu mà không đánh thì nem độc ra toàn đồ cùi cũng có thở. Chứ mà đen lắm thì nem độc nó mới ké thôi em. Tại vì anh em thấy này, những cái đoạn mà máu còn một nửa máu thì đa số một mình Thúy Yên Đam thôi. Nem độc đã ngừng rồi. Anh em đang xem ủng hộ một like cho sẽ ủng hộ bát 13 anh em ơi. Bát 13 này không biết có đen hay không, theo con số 13 hay không, hay là sẽ ra siêu phẩm này. Anh em cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo thôi. Hiện tại Khải còn khoảng tầm 22 cái lần bài nữa anh em. Ok, quá tiểu còn mà. Cắn thêm luôn. Đó, chơi sang cắn thêm luôn nè. Hôm qua clip OLED dùng đam phát cuối 100k đam ra dây chuyền kháng cả 18 à. Đồ, gơi vậy. Dùng đam phát 1 lên 100k đam luôn à. Hên đấy. Chúng là sang bot hên xui thôi em ơi. Không phải có một cái vấn đề gì cả, cả thái nó hên xui thôi. Thổ còn tí máu. Nay đồ một dòng là nem độc kết thúc đó. Không có thở anh em. Tại vì Khải nghĩ lúc đầu sẽ ngon lắm. Hạn chế nem độc đam không là con. Chạm. Ok, tiếp tục. 1, 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Đúng rồi, cứ động một cái anh em. Đồ một dòng. Sợ nem độc nó kết. Rồi ok, khui mở bát anh em ơi. Mở bát rương thứ 5 anh em à. Mở bát rương thứ 5. Khui cho anh em xem. Không để anh em chờ đợi lâu. Một cái nón một dòng đó, 32 thể lực, shop. Áo một dòng luôn, shop. Một áo kháng độc 11, không có gì luôn, sinh lực 32, shop. Phục hồi 40, kháng banh 7, trời ơi, trúng áo nữ anh em ơi. Kháng banh 7 thôi, cái này bán được vài trăm xu, 200-300 xu. Thôi đường môn thôi, hơi canh rồi, không ai chơi. Ôi, chuyện cái kháng banh này qua đẹp không? 23 shop luôn, vũ khí. Một vũ khí kháng banh 9 anh em à, shop. Shop. Rồi, mới rớt một cái nhẫn đợi tí anh em, xong xong luôn rồi mở luôn. Chung là hên xui thôi nè, xanh bot này. Nem độc thì cho kết thúc cuối cùng rồi. Nhiều yếu hên xui thôi. Thả một con test thử dòng đam. Ok, đã Khải thả một con nha. Ok, ok anh em luôn. Khải test thả một con thôi. Nem độc chỉ đam 1-2 cái thôi nè. Đâu đam nhiều. Nem độc, anh em thấy máu không? Số bị K 12k thôi. Nếu mà giật đam thì lên 20-30k nè. Nếu mà giật đam lên 20-30k. Còn tầm cuối như thế này là Thúy Yên kết thúc rồi. Cuối này tầm đam 5-7k, 10k như thế này là chỉ có Thúy Yên thôi. Nem độc lâu lâu đam cái nè, lên 100k luôn kìa, cơ gơ không? Thổ. Ừ, ao đúng rồi, Avatar.
thôi một áo con thấy ô con thấy mít anh em, con thấy không được cái gì luôn nè. Này là ông này đánh giùm Khải anh em, đánh giùm Khải với sếp máy 12 đó là Platinum, cái ông Platinum ban chủ Hoàng Đế anh em, ban chủ Hoàng Đế này đó, ban chủ Hoàng Đế rồi một phi tiêu, what the hell. Rồi còn thử cuối cùng thì thả tiếp anh em, lần này Khải thả một con thôi đúng không? Ok Khải sẽ thả một con thôi, dùng đam sóc chết luôn à, giải thích với mấy ông này. Thả mấy con thì đâu thấy được máu ông chết trước cho sâu, đúng rồi anh em, thả một con thôi. Rồi Khải thả một con nha, 2, 4 còn khá, còn 15 con nữa, 15 con nữa thôi anh em ơi, chung là vẫn là mong ra siêu phẩm anh em. Rồi thả một con hợp kim, ok chúng ta sẽ khui cái đồ của hai con này đi, sẽ là rương thứ 5 thứ 6 đó rồi, nhưng mà vẫn chưa cái gì VIP. Một cái nón sinh lực, trời ơi khán hỏi 5 chón 20 shop anh em ơi, cái này không ăn thua. Shop vũ khí họ khán họ 1% shop thằng đồ một dòng thôi anh em ơi, phải rồi quá nhỏ anh em ơi, kiểu này chắc xong xuôi rồi, xong rồi. Nói chung là kết thúc cái này là hên xui anh em ơi, nói chung đa số là thí nhưng thôi, còn em đọc chỉ đánh những dao cho cái tuôn đầu thôi, nó đánh cũng tầm nửa máu rồi đã ngừng rồi. Mong cái con kim này ra top 30 sát thương 45 nào, top 30 sát thương 45 anh em ơi. Mày khai cho thả một con theo ý của anh em rồi. Siêu phẩm ơi. Ôi, mít luôn. Khui. Mọc. Ok, chờ đợi thôi anh em ơi. Đại Khải còn hơn 10 con nữa thôi, 10 con nữa thôi anh em ơi. Ở bát 13 này Khải mong anh em ủng hộ Khải một like, một share, ủng hộ video anh em ơi. Và video ngày hôm nay anh em nào đã xem livestream rồi thì đừng quên Khải up lên kênh một cái bát 13 tiếp tục. Anh em nào đã xem rồi cũng có thể kích vào ủng hộ Khải một like để video lên 500 like. Khải sẽ tiếp tục mua lệnh bài boss và sang bát 14 cho anh em xem và trải nghiệm lệnh bài boss ở server Hành Sơn này như thế nào cho vui nha anh em. Và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Nói chung là ông kia đánh dùng Khải thôi, Khải cho việc nhận đồ khai mở boss thôi nè. Với xếp mình bánh 12 nha. Đó, như anh em cũng đã xem thì xếp mình bánh 12. 3 này. Đó. Hiện tại thì ở tại server này thì chỉ có một mối mình bà tăng giá lóc là xếp mình bánh 13 thôi. Còn lại đa số Khải thấy là 12 thôi nè. Tại vì bà tăng giá lóc có thêm được cái ngập bội 4, còn lại 3, ngập bội 4. Hình xui rồi nè, bữa nay sang boss hình xui thôi. Một cái áo, một cái kích. Rồi ok. Thả một bên không đã. Thả một con không đã. Test anh em. Nãy chưa có cái đao luôn em. Vái chướng. Đúng rồi. Một cái kích kháng lôi 11 không có gì. Áo kháng lôi 8, quá nhỏ nè mày. Khá là nhỏ. Quá nhỏ nè. Một cái đao ở đây. Hút sinh lực 5, lực 3.
Hóa. Hóa một đại lưng, một gia chiên. Một đại lưng, một gia chiên. Khui. Một nón. Một dòng nữa. Khá nhỏ nè em ơi. Đa số là một dòng thôi. Một dòng nữa nè. What the hell. Thông phá 16 không có gì luôn. To một dòng anh em. Mắt nhỏ anh em à. To một dòng thôi. Người ra đi với. Xong rồi. To rồi. To rồi anh em. Toàn đồ một vòng. Chán chưa anh em, thấy chán chưa? Rồi bố chết hả thầy, để xem được gì đây. Một đào tóc 30 viên sắt trên 70 nào. Một cái đai ngập bội, một giày. Ui. Một con này mà rất nem món anh em. Khui nha, khui nha. Đã, 4 món chứ. Giày này. Kháng hỏi anh em shop luôn. 5 dòng mà không có gì. Kháng hỏi 5 sử dụng lực shop. Đại lưng 15-20, lại 15-20 năm. 15-20 khá nhiều hai cái rồi. Ngọc bội một, ngọc bội 5 dòng kháng họ, không có gì luôn. Rác quá, rác quá, toàn rác thôi em ơi. Rồi, vứt rác, vứt rác. Toàn rác thôi. Toàn rác cho xe, xin lực lực cái kháng vừa vừa. Áo. Rồi. Chưa có gì gọi là VIP lắm anh em ơi. Toàn sida thôi. Này nói thiệt, không biết sao chứ, sao toàn đồ một dòng thôi em. Đâu mà số nhỏ dữ vậy. Lần này Khai chỉ đỡ một con thôi em. Khai chỉ đánh một con thôi. Còn siêu phẩm một dân. Còn siêu phẩm một dân em ơi. Kim. Một gia truyền hợp kim, một gia truyền hợp kim. Mong sao nó sẽ có kháng tất cả anh em à. Một gia truyền hợp kim. Khui luôn. Khui luôn. Khui. Khui. Trời ơi. Một dòng sinh lực 82. Không có gì luôn. Shop cho bỏ ghét anh em. Đó. Shop cho bỏ ghét. Còn hơn 10 con thôi anh em ơi. Còn hơn 10 con thôi. Siêu phẩm rác này. Toàn rác nè mà. Ui, 100 mấy chục cà máu rồi. Gơ, lên đàm gơ thiệt. Anh em đang xem video bắt thứ 3, bắt 13 này, đừng quên cho Khá một like, chia sẻ, ủng hộ nha anh em ơi. Một like cho sẽ ủng hộ đỡ Khải cố gắng ra bát 14 nha anh em. Hiện tại video này bát 13 này lên 500 like. Nếu mà lên 500 like tiếp tục như những bát trước thì Khải sẽ tiếp tục ra bát 14 cho anh em xem. Thả hai bà con đánh phê. Thả hai bà con đánh nãy anh em bảo đánh thả một con thì thải Khải mới thả một con anh em. Hôm nay cũng gần hết rồi anh em ơi. Toàn thành hàng liên gia truyền. Ok. Tiếp tục. Hỏa này. Khui này em ơi. Nón không bằng 15-20 shop. Trời ơi cái nhẫn 11-20. Sinh lực cao này em ơi. Cũng được nhưng không được VIP lắm. Trời ơi gia truyền không bằng 23. Nhẫn đọc sinh lực không có khác tất cả.
Trời ơi, cái này mà thay cái đổi dòng thời lượng 17 thành kháng tất cả 17 là có tiền rồi anh em. Khổ cơ anh em, đúng không? Nói chung là hên xui cả này mà nhân phẩm cả này mà hên xui thôi. Giờ không biết đường nào mà lần luôn anh em. Áo vòi 40 đó. Đó, chỉ được mấy món rồi gọi là tạm ổn rồi. Hiện tại bây giờ một rương này 60 con là khả tính cho anh em xem. 60 con vừa chơi 12 kim cộng với 2 kim tiền vạn nữa là tốn hết 14 kim anh em. Ở video này khả sẽ tốn hết 14 kim. Nhưng mà không biết sẽ như thế nào đây. Còn khoảng 5 con nữa mà thôi. Rồi ok, khui tiếp tục. Áo thần pháp 1 shop. Thôi lực 23 shop. Trời ơi, toàn một dòng không, vãi nồi. Toàn một dòng thôi em ơi. Thứ yên là mang đào độc sắc 39 anh em, 38 anh em. Kèm với bùi giật đam nhanh lắm. Anh em xem này. Độc sắc 38 như thế này đánh ba cháy rồi. Kèm theo bùi em đọc với em đọc giật đam 1-2 cái thì lên nhanh thôi anh em. Rồi khui hợp kim. Cố gắng đào tóc 30 sát thương các kiểu anh em. Mong chờ siêu phẩm nào. Còn thở là còn gỡ anh em. Còn thở là còn gỡ. Rồi đòi máu. Nói chung là đánh giùm Khải này mày. Ông này đánh giùm Khải với xếp bánh 12 nha. Nói chung đánh giùm là ok rồi. Muốn thầy đổi người khác đánh thì như thế nào nè. Ông này đánh thì tính ra đòn đầu thì ngon ấy. Đòn sâu thì đa số một dòng thôi. Ai xa có một vũ khí nha. Có một vũ khí nha. Ui. Đây lưng kháng độc 15 shop. Ui ngầm bội ngon này. Không có nội lực. Trời ơi. Kháng độc 24 rồi nè. Sinh lực 100 luôn. Không có nội lực. Quá nhỏ. Trời ơi sát thương 29 không có tốc độ. What the hell. Cái này mà xem vào cái tóc 30 xem thì có tiền không anh em. Tóc 20 thôi cũng được. Quá nhỏ quá nhỏ. Quá nhỏ quá nhỏ quá nhỏ. Đàn lưng này hồi kim không ban này. Sốt. Rồi còn mấy con cuối nè em ơi. Còn mấy con cuối thôi. Mong sẽ ra siêu phẩm. Chống chân IBM mình người ta. Còn mấy con cuối thôi em ơi. Ở bắt 13 này anh em cũng mong anh em chị xem video. Đừng quên ủng hộ một like chia sẻ ủng hộ Khải 500 like Khải sẽ tiếp tục ra bắt 14 nha nào. Cái này Khải nhờ người ta đánh thôi. Chỉ việc người ta đánh rồi Khải nhiệt đồ thôi nè. Thủy mong là đào tóc 30 bằng sắc nào. Tóc 30 bằng sắc cho nó đẹp đâu hình nào. Tính là tiếc cái này quá. Nè sắc thương 29 đẹp. Ôi có cái đào rồi. Có đào rồi. Có cái đào rồi nha anh em. Khui. Tóc 30 bằng sắc 90 nào. Nếu có cái đào đó Khải chuyển con lùng đào đánh tóc 30 bằng sát luôn nè. Theo đường bằng sát chơi luôn nè. Khui. Kháng hỏi 5. Hoặc là bán đó. Một cái áo kháng hỏi 17 chọn 20 so. Tiếp tục. Cái đào này sẽ là đào hợp thủy như thế nào ấy. Kháng hỏi 15. Quá nhỏ nè. Cái này không ăn thua rồi. Không 15 không ăn thua rồi. Ok cho cái đao nào, anh nào là cái đao đâu. Ai xin cái đao đâu, cho cái đao này. Không ai lên tiếng luôn.
hên xui nè em ơi. Đúng rồi. Đó là anh nói giờ cũng chung là chơi cái này á, đánh boss này cũng như là cờ bạc thôi nè. Đó là anh ơi, hên xui chiều ơi. Chứ không biết trước được cái gì cả. Đam boss thì ai cũng như ai thôi. Cũng đam boss cũng đem độc đam gần chết thì cũng nhường lại cho người khác đam, cũng nhường lại trong thiên kết thúc thôi nè. Chứ đâu phải người ta muốn kết thúc đam độc làm gì. Ai đâu đây, đâu đây, đâu đây. Đó, làm đi. Xuống này cho cái đao này, ông ơi, xin ông kia xin cái đao mà không chịu xuống rồi. Đó. Này đúng một duy nhất một cái đao. Ừ, cho thằng em đọc rồi, cho thằng em đọc, chờ em đem đọc rồi anh em. Rồi, khui đồ. Như dịch như vậy anh em. Xin đào ạ, đợi chí anh em, tí nữa có đào cho. Thổ nha, thổ nha. Thổ em mong cho chuyện kháng cả như OLED thôi. Đó, đó, gì đây. Ôi, không có di chuyển anh em ơi. Rồi, bói thôi. Lên sang một cây vũ khí vậy. Vũ khí này coi rồi, sorry anh em, coi rồi. Ngọc bội kháng banh, sinh lực nội lực cao. Chà chà. Các bạn cái 4 rồi. Nón 120 shot. Kháng banh 13 shot. 13 shot luôn. Ngọc bội này được sinh lực nội lực cao thôi anh em. Làm gia tẩu thôi. Rồi, chuẩn bị xong xuôi rồi, xong xuôi rồi, xong xác rồi. Mặt nhỏ. Hồi kim. Hết rồi. Con này còn cuối rồi mà. Còn con nữa hết cuối rồi. Thổ thôi xong. Rồi một rương boss chưa cái gì nè mày. Một rương boss chưa cái gì luôn nè mày. Phải làm cái bia nhỏ lép em à. Thì mới có kháng cả. Ok anh em. Trời ơi, hồi kim ra nón với cái áo thì vứt rồi. Ở kia mà ra áo với nón là vứt rồi nè em ơi. Biết ngay mà vứt rồi. Không còn xem cũng biết vứt nè. Rồi còn con cuối cùng. Hồi thổ cuối cùng. Chưa được món gì luôn. Lỡ đâu con này nó ra kháng cả 20 hồi thổ không anh em. Anh em cho một cái niềm tin chiến thắng nào anh em. Một like mà chia sẻ cho một cái niềm tin chiến thắng ra kháng cả 20 hồi thổ nào anh em. Con này con cuối cùng rồi ấy. Hơn 59 con. 59 hay 58. 58 con. Đi quá xa nè em ơi, bắn 13 này lại ton rồi. Lâu lâu làm một cái mà không có ra gì luôn em. Con này con cuối cùng rồi nha. Có khi nào ra kháng cả 20 từ cái con này không? Kháng cả 20 đây anh em. Đi quá xa nè em ơi, đi xa bờ vãi nồi rồi. Đã để đi quá xa rồi. Rồi, mong chờ cuối cùng thôi. Hy vọng con cuối cùng. Toàn thật sự rồi anh em ơi. Hiện tại đang nhảy máu 11k, 36k, 100k. Rồi xong toàn. Không có giá trị nào thấy toàn rồi anh em ơi. Không có giá trị được khai thác toàn hoàn toàn ở video này rồi. 17 shop. Rồi xong toàn. Cảm ơn. Toàn rồi. Toàn anh em ơi. Điểm số 3 thì hết khoảng 15 kim. Hết 15 kim. Có 1 triệu anh em. Có 1 triệu vì 5 đồng. Có 1 triệu vì 5 đồng mà bắt 13 này. Nhưng mà cảm giác như là không có được đồ gì luôn anh em ơi. Đây. Tính sơ qua thì Khải được một cái ngọc bội 28 kháng lôi. Cái bội này không có sinh lực nội lực thì Khải nghĩ việc ngọc bội này bán khoảng tầm 1,5 kim đến 2 kim thôi. Không có nhiều đâu anh em ơi. Ngọc bội này gọi là tầm thường thôi, không gọi là VIP, gọi là 1 đến 2 kim thôi, không có nhiều lắm. Đó. 1 2 kim ở ngọc bội kháng lôi 28. Vũ khí này chỉ đỡ làm foil thôi. Chỉ tầm 500 xu. Không anh thua. Một cái nhẫn sinh lực cao cái này cũng tầm
200 xu là khoảng 100 vạn thôi. Nhẫn này còn 200 xu thôi, không có nhiều. Rồi nhẫn này thì kháng họa 5, kháng họa 5 chống 40, sinh lực 80. Nhẫn này khải tính khoảng cái nhẫn này khoảng tầm 2 kim rưỡi thôi nè. 2 kim rưỡi thì vị trí hết cái đống đồ này nó được khoảng tầm 4 kim. Đó, bán này 4 kim, áo này tầm 500 xu, 4 kim rưỡi. Ngọc bội này khoảng tầm không ai xài cái hở thổ dòng này không ai xài này. Cái này shop rồi. Ngọc bội kháng độc 24, sinh lực cao. Ngọc bội này thiên nhẫn cái bang xài thì ok. Thiên nhẫn cái bang xài thì ok rồi. Ngọc bội này khoảng tầm 500 xu, cho 500 xu đi, 4 kim rưỡi. Gia chiền này không là ai xài nè mày. Gia chiền này sinh lực cao thôi. Kháng bang cao, gia chiền sinh lực cao, kháng bang cao thôi. Ok, nói chung thì ở video này thì Khải tốn hết khoảng 15 kim. 15 kim cho ở video này. 15 kim nha anh em, chúng 15 kim luôn á. Số 10 con là khoảng 12 kim với lại 2 kim tiền tiền mở bot với lại nếu mà thơ nữa thì khoảng 15 kim. 15 kim mà thu lại khoảng tầm 4 kim rưỡi thôi anh em, lỗ 10 kim, lỗ sáu mặt anh em ơi. Lỗ 10 kim. Ở video này Khải lỗ 10 kim khoảng tầm 700.000. Sáu mặt. Và ok. Anh em đã và đang xem video này ở Bách 13 này và đã xem và chưa xem thì có thể ủng hộ Khải một like, chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông sát bên cạnh để theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải nha mọi người. Và Khải cảm ơn em rất là nhiều. Và video này Khải sẽ up lên trên kênh vào ngày mai, sẽ làm Bách 13 cho anh em xem lại. Anh em xem lại có thể ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ lên 500 like. Khải sẽ cố gắng mua lệnh bài boss lên Bách 14 cho anh em xem nha. Ok, bây giờ cũng 1 giờ khuya rồi em ơi. Và Khải cũng xin đọc video này luôn nha anh em. Ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em ngủ ngon nha. Bye bye mọi người. Bye bye anh em nha. Ok anh em, chúc anh em ngủ ngon nha. Nghiện là dở rồi anh em ạ. Nghiện là chết rồi anh em ơi. Nói chung là nghiện là chết rồi. Nói chung là Khải cố gắng làm cho anh em xem thôi. Nói chung là cũng khá là nghiện. Nhưng mà Khải muốn cai mà cai. Cai không được anh em. Muốn cai mà anh em ủng hộ á. Nên là Khải phải cố gắng thôi anh em. Muốn cai mà anh em ủng hộ, cứ like 500 like Khải lại tiếp tục video mới. Ok, bye bye anh em nha. Bye bye mọi người. Bye bye anh em nha. Khải đi ngủ luôn anh em ơi. Bát này to rồi. Bát này chỉ thu lại được khoảng tầm 4 kim hơn thôi. Lỗ sốc mạnh.